Hello anh em, hôm nay với số vốn mình là đang có đó là 25. Thực ra vốn mình đang có đó là 25 thôi. 69 ngàn này là mình nhận được từ đó là sự kiện 30 tháng 4, 1 tháng 5. Con game này nó có sự kiện từ 29 tháng 4 đến 7 tháng 5 nha anh em ơi. Đây anh em này. Các bạn nạp tích lũy thì các bạn nhận được phần quà tương đương với dọc sang 500 ngàn được 588 đồng. 10 mê các bạn được 15 ngàn. 50 mê được 88 ngàn, 500 mê được 2 triệu anh em ơi, 200 ngàn. Nói chung là nó không được bao nhiêu. Nhưng mà các bạn ạ, cái này là sự kiện của nó mà. Nó mục đích để tạo anh em vào cuộc chơi thôi. Nhưng mà cái này nó cho những người mới nó rất ngon này. Rất ngon nha. Nhưng mà các bạn phải đạt yêu cầu này các bạn này. Con game này mình thấy rất nhiều anh em chơi hiện nay rồi nha. Thì vốn mình hôm nay 25 ấy, thường thường là mình vào đây chơi poker thôi anh em. Mình chơi poker này nó lên nhanh lắm anh em ơi. Có lúc mà mình lên tầm bữa kia mình anh em thấy mình chơi 20 năm mình lên đó là bao nhiêu anh em ơi. Mình lên đó là 10 mê luôn. Thì hôm nay không biết là lặp lại là cái lần cũ không. Nhưng mà chơi thì đương nhiên là cái quan trọng nhất mình vẫn cần yếu tố là yếu tố gì anh em ơi. Chắc chắn nó là may mắn anh em ạ. Bởi đã không may mắn thì đánh kiểu gì mình không thể thắng nổi nó đâu. Cho nên là cái yếu tố đầu tiên mình cần phải có đó là may mắn anh em ơi. Bởi may mắn là không có thì thôi. Không có gì mà win được nó đâu. Ai chơi mà chả muốn ăn nó anh em. Nhưng mà có phải ai ăn được nó đâu. Có thể ngày hôm nay em ăn nó nhưng mà ngày mai em thua hết là điều rất bình thường à. Game bên xui nó như vậy anh em. Anh em không thể biết trước điều gì được. Hên thì anh em ăn nên rất nhanh. Nhưng mà xui một cái thì thôi, ối dồi ôi luôn anh em. Không còn gì để nói luôn đấy. Xui một cái thua một chuỗi là các bạn thua hết luôn đấy. Có anh em thấy không? Mình thắng lúc này thắng lên 29 và bây giờ xuống lại 20, bây giờ nó lên lại đấy. Nhưng bây giờ nó xuống lại còn 23. Đấy. Đó là như vậy đấy anh em. Game này là anh em ăn này ăn rất to nha. Mà thua một cái là anh em toang đấy. Không phải dễ dàng gì đó ăn nó đâu. Nhưng mà cái đánh poker này các bạn cần lưu ý cho mình này. Các bạn đừng có luôn đánh trên hoặc dưới nha. Mà các bạn có thể đánh đen hoặc đỏ, hoặc rô, hoặc chuồn, hoặc bích, hoặc cơ nữa. Chứ ví dụ các bạn chỉ đánh trên hoặc dưới là có khả năng các bạn thua rất cao nha. Rất cao nha em ơi. Đừng nên đánh chỉ đánh trên hoặc dưới anh em ơi. Nếu anh em chỉ đánh trên hoặc dưới ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ luôn thua thôi. Bởi mỗi lần nếu mà 8, mà ra 8 đi. Thì các bạn hòa là các bạn sẽ luôn thua mà. Thì nhặt cái nó sẽ luôn có cái tỷ lệ để cho dù anh em mà chơi kiểu gì tỷ lệ thắng ở nhặt cái nó luôn cao hơn anh em mà. Nó vì sao nó cho hòa, nó cho luôn thua. Bởi nó thằng cái nó muốn ăn thôi anh em. Nó phải cho cái tỷ lệ nó thắng cao hơn nhé. Chứ không tỷ lệ anh em mà thắng cao hơn là lỡ mà anh em ăn ăn hết của nó thì nó lấy tiền đéo đâu mà nó duy trì con game anh em. Đúng không? Nó phải marketing này. Đấy. Thì marketing mới nhiều người biết đến nó anh em. Nhưng mà chơi con game thì em đừng có chơi cố định một con game. Ví dụ có thể hôm nay em chơi con game Big Boss này này. Ăn được thì ok anh em. Đánh tiếp còn không ăn là người ra chơi một game khác. Đừng cố định đánh một game. Bởi vì có thể ngày hôm nay em xui con game này nhưng mà có thể hên con game khác hay sao? Không thể nói trước điều gì được anh em ạ. Má nó thua một chuỗi luôn kìa anh em. Đó thua một chuỗi luôn đấy. Một chuỗi thua luôn đấy. Một chuỗi thua luôn. Chịu anh em nhỉ. Một chuỗi thua như vậy chịu thật đấy. Có anh em thấy không? Một chuỗi thua luôn đấy. Nghĩa là không thắng một ván nào luôn đấy anh em. Hôm nay không làm được cái điều cũ rồi anh em ơi. Địt mẹ nó chứ kìa. Cày với liền luôn đấy nha. Lỗ mất 20 năm đó này anh em nè. Lỗ mất 20 năm này đấy anh em. Không sao anh ạ. Thôi bây giờ mình sẽ bơm vào đó là 5 mê đi. Một là mình lên 10 mê. Lúc đấy mình chỉ cần thắng 20 năm thôi. Hai mình thua lỗ anh em ơi. Thua lỗ 70 năm. Khúc này mình bỏ qua anh em ơi. Nếu thắng thì ngon. Trong là không thắng thì mình phải chấp nhận thôi anh em ơi. Nha. Ok anh em. Thì bây giờ mình đã trở lại đây. Thua thì mình đã thua rồi anh em. Biết làm sao được giờ. Game có hên xui mà nó có thắng có thua chứ. Làm sao mình thắng mãi được. Và đương nhiên là cũng không thể nào mà thua mãi rồi. Đúng không? Chơi có thắng có thua thôi anh em ạ.
chả biết điều gì được đâu. Đây ngon này, 70 năm, tính là hòa vốn đấy. Liều ăn nhiều là hòa vốn đấy anh em. Nhưng mình khi mình hòa vốn thì không biết đối với anh em như thế nào nha. Đối với mình khi hòa vốn thì mình đéo dám đánh to nữa anh em. Lúc thua mình vẫn dám đánh to đấy. Nhưng mà chỉ cần hòa vốn một cái thôi là mình không dám đánh to nữa. Phải đạn kiểu nói là thua lại ấy. Máy lúc này mình đánh nhỏ lại ấy. Chứ không lúc nãy mà cứ cố định đánh to là biết đâu nó thua hết rồi nên. Đây này ngon này, lại làm lại được rồi đấy. 82 anh em ơi, 82. Ngon rồi anh em ạ, ngon rồi nha. Cứ bình tĩnh mà lên thôi anh em ạ. Không phải vội việc gì cả. Ôi dồi ôi, tình hình là không ổn rồi, bình tĩnh kiểu này là không ổn rồi. Nó toàn ra. Đây rồi, ngon ngon ngon. Đèn tiếp này. Đúng rồi. Đèn là nữa này. Đấy, các bạn, ôi hai ra hai thì chịu rồi. Phá nó biết đường đừng có đánh nữa anh em nha. Nhận mía đi. Giọng cũng tham đấy anh em. Cho nên đánh cái này các bạn đừng có luôn đánh trên hoặc dưới nha. Có thể các bạn đánh đen hoặc đỏ nữa nha. Chứ đừng có lên luôn đánh trên dưới. Luôn đánh trên dưới các bạn dễ thua lắm. Ngon này. 77 này. Tính ra lúc này giờ mình đã thắng là cái đéo gì đâu anh em. Cứ thắng lên xíu nó lại cho xuống ấy. Mình lên 10 mê thôi là nghĩ đấy anh em ạ. Mà sợ nó có lên được hay không nó mới nói chứ. Chứ lúc này cứ lên xíu là nó lại cho xuống ấy anh em. Ngon này, 93 này. Ván này là nghĩ này. Thắng ván này là nghĩ này. Đúng rồi, ngon này. Vẫn 93. 3 ra 3 kìa, phết đảng pha đó nhận cái là ngon rồi. Nhận cái là thắng luôn rồi đấy, anh em là nghĩ được luôn rồi đấy. Đó chỉ là nếu thôi anh em ơi, còn thực tế là pha đó mình đéo nghĩ. Lòng tham là giúp mình ra đảo thôi anh em ạ. Không có chuyện nào nó to hơn đâu. Lòng tham thằng đéo nào mà chả có. Ai kiềm chế được đó mới điều đáng nói anh em ạ. Ai kiềm chế đó mới người hay. Đây rồi nghĩ. Lần này thì nghĩ thật anh em này, 10 mê rồi. Bởi vì phải tham đúng không? Nghĩ anh em ơi. Thôi, thì ra là túc nha. Bye anh em.